Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta đang thử máy. Như tôi đã thông báo các bạn, như tôi đã thông báo cách đây như 2 ngày ha, 2 ngày thì tôi thông báo với khán giả rằng là tôi xin rút drama mà kéo dài gần cả năm nay. Tôi xin rút. Vì sao tôi rút? Có những lý do sau đây các bạn. Thứ nhất là drama cũng phải kết thúc chứ, chẳng lẽ dây dưa hoài từ tháng này có tháng kia, năm này có năm nọ, phải đến một thời điểm nào đó nó phải chấm dứt. Đó là lý do là chính các bạn. Lý do thứ hai các bạn, tại vì cái người mà drama với tôi á, là ở Mỹ, là mà tôi dân Canada cho nên á, mà tôi nói về họ, nói về một người ở Mỹ trong khi tôi là người Canada, mà nói cả năm nay rồi thì thành ra tôi vô lễ với những người YouTuber ở Mỹ, đặc biệt là các YouTuber anh chị, đàn anh đàn chị, vô lễ. Và thứ ba, ý trời trời nói thôi, đừng nói nữa. Thì tôi nói dạ thưa trời, con chấp nhận theo ý trời. Như vậy là tôi đã tuyên bố rồi các bạn nha, không nói nữa. Ok, thì ngày hôm nay tôi làm một cái video, nó cũng liên quan đến cái chuyện này. Thì khi mà tôi đã chấm dứt cái drama này, nói đúng hơn là tôi rút ra khỏi cái drama này, còn nó chấm dứt hay không đó là chuyện của người khác. Thì đồng nghĩa rằng những cái video, những cái hình ảnh cũng giống như những cái tag, tức là chữ viết, vân vân, thì sẽ không còn trên những kênh của tôi nữa. Tại vì mình đã rút nó rồi thì những cái đó nó cũng phải đi theo các bạn. Nguyên tắc là vậy. Và tôi đã làm điều đó. Hiện nay tôi có 3 kênh YouTube các bạn nha. Huấn luyện bò đỏ, Bác Hồ TV và Phiêu Đồng. Tôi có 3 kênh YouTube. Tôi có một cái trang Facebook Phiêu Đồng, một cái TikTok Phiêu Đồng YouTube. Tài sản tôi thì chừng đó. Và tất cả những cái video, những cái hình ảnh, những cái tag, khán giả sẽ không còn thấy cái drama của tôi nữa. Ok, đó là vấn đề thứ nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn. Vấn đề thứ hai, cái này nó liên quan đến chuyện cá nhân tôi một chút này. Thì tôi cũng xin thưa với các bạn á, là ngày 22 tháng 11, tức là tháng tới đây này, tôi phải ra tòa. Thì tất nhiên nó cũng liên quan đến cái chuyện drama này. Cái phiên tòa này nó khá quan trọng đối với cá nhân tôi. Bây giờ nó cá nhân tôi cho nó khỏe. Chứ tôi cũng dám tôi nói là tôi đại diện cộng đồng Việt Nam để mà làm cái drama này. Bây giờ tôi đại diện cộng đồng Việt Nam để tôi phải chiến thắng vân 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 vân. Tôi không có nói như vậy nha. Tôi không có nói như vậy. Tôi không có mạnh mẽ tới cái mức như vậy. Và tôi xin thưa các bạn, đây là chuyện cá nhân riêng của tôi. Chuyện cá nhân riêng của tôi. Nhưng mà các bạn biết là cái chi phí mà thuê luật sư thì bên này nó khá cao. Thì tôi nhờ các bạn, bạn nào mà thương tôi sẽ đóng góp cho tôi một ít. Tôi có một cái account PayPal, các bạn có thể rót vào đó. Hoặc là có một cái GoFundMe mà anh Hiệp trước đây anh tạo ra đó, bây giờ anh cho tôi luôn, anh cho hẳn tôi luôn. Thì các bạn có thể chuyển vô GoFundMe của bên anh Hiệp. Rồi sau đó anh Hiệp, anh cũng đưa hết cho tôi nha.
Cho nên các bạn chuyển đâu được hết trơn á, các bạn chuyển GoFundMe cũng được, các bạn chuyển PayPal cũng được, bằng nào là tôi cũng nhận hết. Đường link bên dưới các bạn là cái phần mô tả và cái phần bình luận. Thì tôi lòng hảo tâm các bạn, và tôi nói lại đây là chuyện cá nhân của tôi không có đại diện cho một cái tổ chức, một cái tập thể, một cái cộng đồng nào cả. Các bạn xem đây là chuyện riêng cá nhân, và vì tôi không có đủ chi phí cho nên là tôi mong cộng đồng bạn giúp đỡ vậy thôi. Còn ai giúp đỡ được á thì tôi rất là cảm ơn các bạn. Còn tất nhiên khán giả thì cũng có người này người kia, thì bạn nào mà không có điều kiện á thì các bạn có thể là bấm cho tôi cái like của cái video này, điều đó cũng rất là quý các bạn. Bạn bấm cái like, bấm cái like đồng nghĩa rằng là $10 đối với tôi các bạn. $10 đó nhiều không? Nhiều chứ. $10 đối với các bạn không có nhiều, nhưng mà đối với tôi là nhiều, tại vì rất là nhiều người. Mà mỗi cái like là tôi quy định đó là $10, tôi thích lắm. Các bạn nào mà không có điều kiện, các bạn có thể bấm like nha, rồi các bạn chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Như vậy đó là cái cách mà hỗ trợ tôi rất là lớn đó các bạn. Bây giờ có thể hai cái, và một là cái GoFundMe hoặc là cái PayPal đều được cả, cuối cùng là về tôi hết. Và tôi nói lại một lần nữa, đây là chuyện cá nhân của tôi. Tôi không có đại diện của một tổ chức hay một cộng đồng hay một cái gì khác, đó là chính là cho cá nhân của tôi. Rất là cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. 54321, chúng ta đã thử máy xong. Xin chào những người đang xem và những người sẽ xem, những người thầm lặng và vô hình. Hôm nay chúng ta sẽ chém gió về câu chuyện của một YouTuber tên là Phiêu Đông, là bị ăn kiện ở bên Canada. Người kiện là YouTuber Vương Phạm ở bên Mỹ. Thì câu chuyện về Vương Phạm, nhiều người theo dõi mạng xã hội thì sẽ biết Vương Phạm là một người mà nói là triệu phú ở bên Mỹ, làm ăn như thế nào đó thì cũng không biết. Nhưng mà cái người tên Phiêu Đông thì lâu nay là bêu xấu Vương Phạm quá chừng. Bêu xấu như thế thì bây giờ bị người ta kiện. Thì Phiêu Đông này thì có lên trên mạng xã hội để mà giải thích lý do là vì sao không có nói xấu người ta nữa. Rồi sau đó thì có nói rằng là có tiết lộ thật rằng là bị kiện. Và sau nữa thì lại nói rằng là xin tiền để mà theo đuổi vụ kiện. Thì câu chuyện của Phiêu Đông là câu chuyện một YouTuber mà làm cái điều sai theo luật pháp của Mỹ cũng như luật pháp của Việt Nam, vu khống nhục mạ người khác, và có cả yếu tố là đe dọa tới gia đình của Vương Phạm nữa. Ở đây thì chúng ta chỉ thấy một cái chuyện nó lạ lùng á, là thứ nhất á là làm cái điều sai mà bây giờ lại đi xin tiền của cộng đồng mạng để mà nhờ luật sư bảo vệ cho mình, mà nói rằng nó là không có tiền cho nên là phải xin. Thứ hai nữa là những chuyện mà Phiêu Đông này mà nhận được á, thì nó dường như là một cái sự là bị quả báo. Tức là lâu nay thì cái người YouTuber Phiêu Đông này là hay giễu cợt, hay chê bai Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho nên dường như bây giờ nó có một cái hậu quả. Nói ra thì không biết nó có phải là tâm linh hay là quả báo nghiệp báo gì hay không. Tuy nhiên nếu mà giải thích thì có thể thấy là một cái người YouTuber bình thường như Phiêu Đông ở bên Canada thì không biết tình trạng pháp nhân là như thế nào, có thể là thường trú nhân của Canada mà cũng có thể là quốc tịch Canada, người Canada gốc Việt. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể mà lên trên mạng xã hội mà nói lung tung, nói những cái điều mà không thể nghe được, nhất là xúc phạm tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cái vị lãnh tụ của người dân Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Nếu mà đem ra so sánh thì có thể thấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người siêu hạng, siêu giỏi, một người mà đối với nhiều người Việt Nam thì là một nhân vật vĩ đại. Còn cái người Phiêu Đông này thì tuổi tác chắc có lẽ là khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mất á, thì chắc cũng vừa ra đời thôi, hoặc là chưa ra đời cũng có. Đoán chừng khoảng chừng 40 mấy tuổi, 50 tuổi gì đấy. Thì một cái người YouTuber như thế này lên trên mạng mà vu khống nhục mạ người khác, rồi có chút tiếng tăm, và cũng nhờ cái chuyện mà nói xấu tới Chủ tịch Hồ Chí Minh thì mới được nhiều người biết, nhiều người ủng hộ, nhất là những người cờ vàng. Thì câu chuyện hôm nay cũng liên quan tới một số người cờ vàng ở bên Mỹ và ở ngoại quốc nữa, ở Úc và Canada chẳng hạn, ở bên châu Âu, là dường như nhiều người họ ủng hộ cái anh chàng Phiêu Đông này.
Chuyện này thì nó chặt, thực sự là nó chặt. Bởi vì đầu tiên phải nói rằng lâu nay á, trên mạng xã hội á, thì nhiều người biết tới YouTuber Vương Phạm là có giao lưu với cả Khoa Púp á. Xong rồi á, là cái anh chàng Phiêu Đông này á, thì nói xấu chính quyền Việt Nam, nói xấu đất nước Việt Nam, nói xấu những người cộng sản Việt Nam, rồi giễu cợt, chê bai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh có cái kênh gọi là Huấn Luyện Bò Đỏ đó, thì cái kênh đó là anh gọi những người cộng sản là những người bò đỏ. Ý anh ví những người cộng sản là những con bò với lá cờ đỏ. Thì như đã nói là chuyện anh làm là vô cùng bậy rồi. Chúng ta phải thấy rằng là đối với một vị lãnh tụ của một dân tộc á, thì không có dễ dàng gì mà làm những cái điều mà xúc phạm như vậy được. Bởi vì phía sau cái người lãnh tụ đó là cả một quốc gia, cả một dân tộc. Và cái câu chuyện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người như thế nào thì lịch sử đã chứng minh rồi. Thế giới người ta cũng công nhận. Còn cái chuyện mà khác biệt quan điểm chính trị thì cũng phải là phát ngôn trên mạng xã hội. Đối với dư luận xã hội thì nó phải là đàng hoàng, đâu đó, chính trực. Chứ không thể mà hỗn láo như cái anh chàng Phiêu Đông này. Tuổi thì trẻ mà sinh sau đẻ muộn. Thì bây giờ là ngoài cái chuyện mà nói xấu Việt Nam thì anh chàng Phiêu Đông này anh lại là đi cà khịa những cái người YouTuber mà những cái kênh lớn á, để mà câu like câu view. Và Vương Phạm thì cũng là một cái kênh lớn, một cái kênh mà nhiều người theo dõi, thành ra là anh cà khịa Vương Phạm để mà kiếm được tiền YouTube. Nhưng mà anh đi quá đà và anh vi phạm pháp luật, anh nhục mạ, anh vu khống tới Vương Phạm thì Vương Phạm thì kiện anh. Chúng ta thấy là bây giờ là anh nói anh ngưng không nói về Rama nữa, thì cái anh nhận xét như thế là cũng sai. Anh ngưng là bởi vì anh bị là Vương Phạm kiện ra tòa bên Canada, và anh sợ bất lợi cho anh sau này ở cái tòa án thì anh phải ngưng thôi. Và anh nói rằng anh ngưng, anh không nói về Rama nữa thì nó cũng sai ở chỗ là chuyện này không phải Rama. Chuyện này nó thực sự là một sự vi phạm pháp luật. Pháp luật Mỹ, pháp luật Việt Nam, pháp luật Canada thì đều là vi phạm pháp luật hết. Thì làm cái gì sai thì phải ngưng thôi, nếu không thì sẽ bị trừng phạt. Còn nếu mà không ngưng thì mai mốt sự trừng phạt nó còn nhiều hơn nữa, thì bắt buộc anh phải ngưng. Chứ không thể nói rằng là vi phạm pháp luật đi vu khống nhục mạ người khác mà lại nói là Rama được. Rama là những câu chuyện xã hội nào đó mà lên tiếng nói chia sẻ và phản biện trong một cái sự lịch sự đàng hoàng. Còn đây á, là anh lên mạng anh vu khống, anh nói Vương Phạm mà rửa tiền, anh nói Vương Phạm là làm cái này làm cái kia mà không có chứng cớ. Thì Vương Phạm là bắt đầu kiện anh ra tòa Canada. Và anh cũng nói rằng là cái drama này đã lâu quá rồi, đến lúc phải ngưng rồi, cái gì cũng phải tới lúc kết thúc. Rồi anh thì ở Canada, Vương Phạm thì ở bên Mỹ, mắc mớ gì đâu mà phải nói cái drama này làm cái gì, nghe nó vô lý quá. Hai người hai quốc gia. Thì anh phân mua, anh biện luận, ngụy biện vậy thôi, chứ còn thực sự là anh bị người ta kiện ra tòa thì trước sau gì anh cũng phải ngưng thôi. Mai mốt anh ra tòa, anh còn thua, anh bị còn đền tiền chết nữa. Còn cái chuyện, câu chuyện nó nói rằng là Vương Phạm ở bên Mỹ, anh ở Canada mà mắc mớ gì đâu, anh phải dính líu tới Vương Phạm. Thì lâu nay thì anh vẫn dính líu, lâu nay anh vẫn biết là anh ở Canada và Vương Phạm ở bên Mỹ mà anh vẫn cả khi anh vẫn vu khống nhục mạ Vương Phạm. Tức là anh vẫn nghĩ rằng á, là người ta không kiện anh, người ta ở bên Mỹ, anh ở Canada kiện này kia thì tốn kém tiền bạc thời gian, mất công quá, người ta, anh nghĩ là người ta không kiện anh. Nhưng mà Vương Phạm thì chơi tới bến luôn, đưa anh ra tòa. Và đưa ra tòa thì với những gì á, mà đã xảy ra, đã biết mà lâu nay á, YouTuber Phiêu Đông này là vu khống nhục mạ Vương Phạm thì có thể nói là 99% là coi như các anh Phiêu Đông này sẽ thua. Mà thua như thế thì phải tốn tiền luật sư, thua như thế thì phải bồi thường. Và bây giờ bắt đầu anh dở giọng ra, anh xin tiền bá tánh, xin tiền cộng đồng mạng. Anh nói rằng là anh không có tiền. Và anh nói rằng là anh muốn nhờ luật sư để bảo vệ cho anh. Thì chúng ta thấy cái chuyện này nó vô lý. Một cái người ở bên Canada đi nói xấu người ta bị người ta kiện. Không có tiền có bạc mà lại đi nói xấu người ta, vu khống người ta để bị kiện. Mà khi bị kiện như thế không có tiền lại đi xin tiền. Làm cái chuyện xấu là đi xin tiền để nhờ luật sư bảo vệ cho cái xấu của mình. Và đồng thời lôi kéo những người ủng hộ tiền bạc cho mình á. Thì vô hình chung là cũng làm cho những người khán giả bị xấu theo luôn. Tại vì là bỏ tiền bỏ bạc ủng hộ cho một kẻ xấu để mà bao che cho cái chuyện xấu là nó không đúng. Nó không có một cái chính nghĩa, nó không có một cái đàng hoàng chính trực ở trong đó. Nhưng mà nhiều người thì vẫn ủng hộ cho anh, là có lẽ là những người đó thì là những người cờ vàng. Và ở đây thì phải xem lại cái trách nhiệm và cái tư cách của những người cờ vàng. Nếu mà họ là những người cờ vàng thì phải đặt dấu hỏi là tại sao họ lại đi ủng hộ cho một cái kẻ mà vô liêm sỉ ở trên mạng xã hội, không có tư cách trên mạng xã hội, làm cái điều sai phạm pháp luật, rồi bây giờ đi làm tiền mọi người. Anh Phiêu Đông này anh nói với người ta rằng là anh không có tiền, và chuyện này là chuyện cá nhân của anh thôi, anh không có tiền cho nên anh mong mọi người giúp. Rồi anh nói là tiền thuê mướn luật sư thì mắc lắm,
Cho nên ấn mong mọi người là ủng hộ tiền cho ấn là qua PayPal, Việt Nam gọi là PayPal ấy. Xong rồi là GoFundMe là một cái quỹ để mà quyên góp tiền. Thì có tiền như thế thì ấn lo luật sư. Nhưng mà lại không nói là số tiền mà mướn luật sư là bao nhiêu, không có con số cụ thể. Không có số cụ thể như thế là tiền bạc đổ về thì đổ biết bao nhiêu cho đủ. Mà nếu mà cứ đổ hoài á, mà không ngưng á, thì ấn sẽ ôm tiền cả đống luôn. Ấn trả được tiền luật sư bao nhiêu đó rồi còn dư cả đống tiền như thế là coi như là ấn hưởng à. Thì như thế là khán giả là phần chung là bị cái này làm tiền rồi. Và như đã nói là làm tiền mà ủng hộ cho một cái kẻ xấu mà đi bao che cho cái xấu là nó xấu. Là như thế là khán giả vô hình chung cũng bị làm mang tiếng xấu luôn. Chuyện này thì phải dừng lại thôi, không có thể làm như thế được. Cái người tên Phiêu Đông này thực sự là một kẻ vô liêm sỉ, mặt dày. Làm điều sai này mà còn lên mạng xin tiền nữa. Không có tiền mà này, đi cả khịa đi vu khống người ta. Như thế là cố tình câu like câu view, cố tình gây ra những scandal để mà quyên góp tiền, bỏ túi. Rồi những người mà ủng hộ cho anh Phiêu Đông này thì phải xem lại tư cách của mình. Không thể nào mà bao che cho một cái người xấu như thế được. Và những người cờ vàng đó thì cũng phải xem lại. Nếu họ thực sự là những người cờ vàng ủng hộ cho cái người Phiêu Đông này đó, thì nó làm mất cái tư cách văn hóa của những người cờ vàng. Những người cờ vàng là những người là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó. Thì có rất nhiều người là có văn hóa, có tư cách, có giáo dục. Và không thể nào mà bây giờ lại là đi ủng hộ cho các anh này để làm cái chuyện xấu. Như thế là sẽ làm mất mặt những người cờ vàng. Bây giờ người ta nói cờ vàng, cờ đỏ. Nhưng mà thực sự là như đã nói, Việt Nam Cộng Hòa thì có người này người kia, không phải ai là cũng tệ. Nhiều người có giáo dục, có học thức rất là cao. Thì bây giờ là cái chuyện mà anh chàng này anh lên trên mạng xã hội, anh nói xấu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh vu khống nhục mạ người khác, anh xin tiền xin bạc mà vẫn có người là bình luận ủng hộ. Thì những người đấy là ai? Rõ ràng là những người cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa thì không nên ủng hộ cho những cái trường hợp như thế này. Nó quá xấu và nó xấu công khai như vậy. Nó rõ ràng mọi chuyện. Làm xấu ở Mỹ hay ở Canada cũng vậy. Nói về người ta mà không có chứng cớ thì là vu khống rồi. Nhục mạ người ta công khai trên mạng xã hội. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu ngày tháng, rồi đòi đe dọa tới gia đình người ta, rồi rút súng lên trên mạng xã hội hăm he, đòi bắn người này, đòi bắn người kia. Thì cái đấy luật pháp Canada làm sao mà cho cái anh Phiêu Đông này qua được. Luật pháp Canada thì cũng như luật pháp Mỹ thôi. Cho nên có thể thấy rằng là cái anh chàng này là sẽ thua kiện, sẽ mất tiền luật sư, rồi sẽ phải đền tiền. Và chúng ta thấy là anh này bây giờ anh lên mạng anh nói là chuyện của anh là chuyện cá nhân. Ý anh nói rằng là anh không thuộc về là cờ vàng hay là Việt Nam Cộng Hòa. Kiểu giống như anh không muốn là những người cờ vàng á, Việt Nam Cộng Hòa bị mang tiếng á. Nhưng mà anh cứ nhấn mạnh anh là cá nhân, cho nên là ai mà thương anh thì ủng hộ tiền bạc cho anh. Và anh đưa cái mặt mà mặt dày của anh lên á. Anh nói anh không xấu hổ, anh xin tiền. Xin tiền để mà nhờ luật sư đi bảo vệ cái xấu cho mình, bênh vực cái xấu cho mình thì làm sao được. Rồi mai mốt lại tiếp tục là đi chửi người khác, mà lại xin tiền luật sư bảo vệ cho cái xấu của mình nữa hay sao? Làm như thế làm sao mà không mất mặt những người cờ vàng được. Thì câu chuyện này là câu chuyện mà chúng ta thấy là cuộc sống á, có làm thì có chịu, làm xấu thì sẽ nhận hậu quả xấu. Anh chàng Phiêu Đông này á, thì là gan trời, xúc phạm danh dự của một lãnh tụ của dân tộc Việt Nam và của quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh á, thì cuối cùng á, cái quả báo nó sẽ đến thôi. Bởi vì có rất nhiều người là họ thương yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì họ sẽ tìm mọi cách để họ bảo vệ cái thân danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và cũng không loại trừ rằng là trong tòa án, trong hệ thống pháp luật của Canada đó, là có những người á mà họ là có thể thuộc về những người Cộng sản Việt Nam cài cắm vô, hoặc là họ là những người mà yêu thương Chủ tịch Hồ Chí Minh và họ thấy cái người Phiêu Đông này á, mà xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế đó, thì họ cũng sẽ thẳng tay họ phang cái anh chàng Phiêu Đông này. Chứ không phải là mà trong cuộc sống chúng ta thấy những người lên mạng xã hội mà muốn nói gì thì nói. Cứ ỷ mình ở Canada là vương phạm ở Mỹ thì vương phạm không làm gì mình được. Cái chuyện đó nó sai hoàn toàn. Luật pháp của Mỹ, Canada thì giống nhau. Và vương phạm thì một người đó là dám nói, dám làm. Và cũng có điều kiện về kinh tế nữa để mà có thể khởi kiện anh này qua tới Canada luôn. Chúng ta thấy từ Mỹ qua Canada thì phải bay qua, tốn thời gian, tốn tiền bạc. Rồi vương phạm phải bỏ công sức ra để theo đuổi một vụ kiện. Mà một vụ kiện thì có thể nó kéo dài. Nhưng mà một khi mà vương phạm chấp nhận tốn tiền như thế đó, là bởi vì đã biết chắc là mình sẽ thắng cho nên vương phạm mới làm. Và khi mà cái thời gian kéo dài và tốn kém bao nhiêu càng nhiều đó, thì mai mốt mà cái anh chàng Phiêu Đông này mà thua kiện đó, thì đền bù là càng chết luôn. Coi như là lãnh đủ luôn. Tất cả mọi cái tiền bạc, tất cả những cái mà người ta bỏ công bỏ của ra thì cái anh chàng Phiêu Đông này phải chịu hậu quả.
Như thế cũng là bài học cho những người YouTuber mà lên mạng xã hội mà chửi bậy xong rồi vu khống nhục mạng người khác, cứ nghĩ rằng là người ta không có bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để mà kiện cáo mình. Rồi cái thủ tục tư pháp giữa Hoa Kỳ với Canada là hai nước quốc tế đó thì nó phức tạp, cho nên nhiều người họ ngại. Nhưng mà nếu mà người ta làm tới cùng thì anh chàng phiêu đông này phải trả giá thôi. Và như thế là chúng ta cũng nhắc lại rằng là những người cờ vàng á là nên là ngưng không có ủng hộ cho anh chàng này nữa. Rõ ràng là anh chàng này là một nhân vật là có thể nói là cặn bã xã hội, một cái người mà vô liêm sỉ, không có văn hóa, không có đạo đức, lên mạng thì nói bậy nói bạ, lên mạng thì vu khống nhục mạ người khác, mà đã xấu như thế rồi mà lại còn là kêu gọi người ta ủng hộ tiền bạc để bênh vực cho cái xấu của mình. Thực sự là vô liêm sỉ, không gì khác hơn là ba chữ đó, vô liêm sỉ. Chúng ta cùng chờ đợi những gì xảy ra với YouTuber Phiêu Đông, và có thể không có khó để đoán rằng là cái kết cục thì sẽ đến là thê thảm cho các anh chàng Phiêu Đông này, sẽ thua kiện, sẽ đền tiền. Và sau này nhiều người cũng nhận ra cái bộ mặt thật của anh này là chỉ là tìm cách để kiếm tiền kiếm bạc thôi, rồi cuối cùng cũng vẫn là bị người ta tẩy chay thôi. Những người cờ vàng thì cũng vẫn là những người có ăn học, có giáo dục, người ta sẽ thấy cái bộ mặt của cái anh chàng YouTuber Phiêu Đông này là bẩn thỉu, và anh chàng này sẽ mất uy tín thôi. Xin cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại trong những dịp chia sẻ khác. Đụng chạm tới những lãnh tụ của bất kỳ quốc gia nào thì nó không hề đơn giản. Sau lưng của những lãnh tụ đó là một khối dân tộc, nó rất là đông chứ không phải là ít. Và đối với lãnh tụ của những cái xứ mà mình khác quan điểm chính trị, mình cũng không có cái quyền nào để mà thóa mạ, xúc phạm, chửi bới được. Làm cái gì phản biện thì nó cũng phải là đàng hoàng, có văn hóa, lời ăn tiếng nói đâu đó, chứ không thể nào mà như cái người Phiêu Đông này được.